Hoàng tử Harry sợ bị gia đình từ mặt nếu tiết lộ đời tư. Hoàng tử Harry của Hoàng gia Anh cho biết bản thân mình có đủ tài liệu cho một cuốn hồi ký khác, và bản thảo ban đầu của cuốn hồi ký mới xuất bản mang tên Spare vốn dài gấp đôi so với phiên bản hiện tại. Hoàng tử Harry cho biết anh có đủ tài liệu để viết một cuốn hồi ký khác và quyết định không công bố một số chi tiết vì lo ngại cha và anh trai của mình sẽ không bao giờ tha thứ nếu những sự thật được tiết lộ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph, công tước xứ Sussex cũng cho biết, bản thảo ban đầu của cuốn hồi ký Spare dài gấp đôi bản cuối cùng và anh rất đắn đo về việc nên loại bỏ phần nào. Bản thảo đầu tiên rất khác, nó có dung lượng 800 trang, gấp đôi so với cuốn sách mới ra mắt, Hoàng tử Harry nói. Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt là giữa tôi và anh trai, và ở một mức độ nào đó giữa tôi và cha, mà tôi không muốn cả thế giới biết, bởi vì tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ cho tôi. Trong cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry có nhiều chi tiết gây sốc, như Thái tử William đã tấn công em trai mình sau một cuộc thảo luận căng thẳng về Meghan, nữ công tước xứ Sussex. Cung điện Kensington và Cung điện Buckingham cho biết họ sẽ không bình luận về nội dung của cuốn hồi ký. Hoàng tử Harry cũng nói về việc vợ chồng mình bị gia đình hoàng gia ghẻ lạnh. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Harry nói rằng anh biết mình sẽ bị coi là rác rưởi nếu đưa bất kỳ thông tin gì về gia đình vào cuốn sách. Nhưng anh không thể viết hồi ký mà không có những câu chuyện về gia đình. Công tước xứ Sussex nhắc lại rằng anh không cố gắng lật đổ chế độ quân chủ, mà thay vào đó giúp cải cách thể chế hiện tại. Trong cuốn sách, Hoàng tử Harry đã nhắc đến cháu trai mình Hoàng tử George, 9 tuổi, Công chúa Charlotte, 7 tuổi, và Hoàng tử Louis, 4 tuổi. Mà theo lời vị công tước sẽ một trong số những đứa trẻ sẽ bị coi là người dự phòng và điều này khiến anh đau lòng và lo lắng. Đây không phải là cố gắng làm sụp đổ chế độ quân chủ mà là cố gắng cứu họ khỏi chính bản thân mình. Tôi biết rằng mình sẽ bị đóng đinh bởi vô số người nói điều đó, Hoàng tử Harry khẳng định. Trong khi đó, vị hoàng tử này thừa nhận rằng cố gắng thay đổi một thể chế và bối cảnh truyền thông là nhiệm vụ không hề nhỏ, nhưng anh đang áp dụng tư duy chiến lược dài hạn để vượt qua thách thức to lớn này. Bắc Hiệp, theo The Guardian.